ว้าวOK, chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ trở lại với tiếp tục với tựa game siêu thị nhé. Hôm nay mình sẽ không chơi kéo bò với mấy cái trò linh tinh nữa. Hôm nay mình sẽ chuyển sang một trò mới nhé. Hôm nay thì mình sẽ dùng 100 xu chơi với trò bắn máy bay các bạn nhé. Mình sẽ dùng 100 xu đây. Mình sẽ bỏ sẵn 100 xu rồi các bạn, chờ đỡ mất thời gian. Và mình sẽ bắn liên tục 100 xu xem mình sẽ được bao nhiêu xu các bạn nhé. Cái trò bắn này thì mình không cần phải bắn nhiều đâu các bạn, chỉ cần bấm phát là nó sẽ bắn được 5 con luôn. Nhưng các bạn phải để ý bắn đúng chuẩn nó mới bắn được 5 con, không sẽ bắn 4 con các bạn. Đấy. Còn về bonus thì mình chưa biết, tại vì mình chưa thử cái này bonus như thế nào. Đó. Đó, 5 con các bạn. Mình sẽ không đập nhá, mình sẽ để luôn này. Đấy. Đó, thấy chưa? Ok các bạn, nãy giờ tốn cơ số xu rồi. Vẫn thành lô nhá. Đấy. Mình không hề đập các bạn nhá. Tốn kiểu hack luôn đấy. Nãy giờ mít liên tục rồi. Mình sẽ bấm liên tục xem thế nào nhá. Cực kỳ là mít các bạn nhé. Cái game này không hề dễ chơi nha. Không hề dễ nha. Đấy, các bạn thấy không? Mình bấm ngay có thể bắn được 3 con à. 5, rõ ràng là 5 nha. Mình bắn được 3 này. Đó. Mình sẽ chờ đủ 5 hộp súng này. Đó các bạn thấy không? Có thể mít nha. Chúng mình không cần bắn nhiều, chỉ cần bắn một lần thôi, bấm một lần là được rồi. Nói chung trong cái trò này là trò khó ăn xu nhất các bạn nhé. Rồi, 5 xu. Chó gặm xương, chó cảnh sát, chó phi công. Cái này chỉ có chờ nó bonus các bạn thì được nhiều tiền thôi, chứ còn bắn cái này khó bắn thế đấy. Đó, 7 xu. Sau đó mình còn 45 xu các bạn nhé, 45 xu gốc. Ok. Wow. Thủng bay mà không rơi, hay thật. 7 xu, hay quá. Bắn thủng luôn các bạn. Năm xu. Wow. Mấy xu các bạn nhé. Kiệt thật. 20 xu là bắn đỉnh đấy các bạn nhé. Ok.
Shit. Bỏ qua cái này các bạn nhé, bỏ qua đi nhé. Đó, bỏ qua cái đấy đi nhé. Khi nào nó đi qua mình chơi nó. Bốn xu. What the hell? Rồi, 10 xu cuối cùng nha các bạn nhé. Rồi, xu cuối cùng bắn phớ đi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xem 100 xu mình đập từ nãy giờ thì tổng kết được bao nhiêu xu các bạn nhé. Đây là bonus này. Mình không được bonus các bạn. Quá là đen. Đây, bây giờ mình sẽ xếp xu ra đây nhé. Các bạn ơi. 100 xu của mình đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 5 là 105 xu các bạn nhé. Bắn tà lao mà lời 105 xu mà đấy là chưa bonus các bạn nhé. Chưa bonus nha. Các bạn bắn để bỏ qua cái con bé béo đi các bạn. Thằng này là khó nhất. Tốt nhất là bỏ qua nó. Tại vì nó có 6 con các bạn nhé. Cái em này nó có mấu chốt nó các bạn ạ. Nó giống như kéo bò vậy. Bỏ qua con bò to nhất. Cứ vậy là kéo thôi. Mình sẽ nghịch kéo bò một xíu nha.